Chào tất cả mọi người. Mình là trưởng nhóm trưởng của nhóm số 1, group số 7 với mentor hướng dẫn là Nguyễn Thành Long. Nhóm mình thì gồm có 3 người. Mình nhóm trưởng Bùi Thanh Phong, Nguyễn Hữu Lộc và Nguyễn Thanh Tuyền. Hôm nay mình sẽ đến để trình bày ý tưởng về project cuối khóa của nhóm mình, đó là trang web review về sách. Thì câu chuyện đầu tiên câu chuyện của mình thì như mọi người đã biết, dân tộc Việt Nam mình vốn là một dân tộc có truyền thống hiếu học, và sách vốn là nguồn tri thức rất là lớn được truyền qua thế hệ này qua thế hệ khác. Vì vậy, ý tưởng của mình muốn xây dựng lên một trang web có thể giúp mọi người tiếp cận và hiểu hơn và dễ dàng tiếp cận hơn đến với những cái nguồn ngôn ngữ này. Vì vậy, có thể thấy trên thị trường này có rất nhiều trang web review của tất cả các mặt hàng được bán chạy. Tuy nhiên, hiện tại thì sách có khá ít trang web review nên chúng mình đã quyết định xây dựng điểm trang web review như vậy. Thì đầu tiên đối tượng của mình hướng nhóm đến đó chính là những người có thói quen đọc sách, đối tượng giới trẻ, những người hay tiếp cận thông tin sẽ có nhiều thời gian mà có nguồn thông tin trên internet để có thể tiếp cận được với các loại sách khác nhau. Đầu tiên, trang web của mình thì gồm có Thanh Napa. Napa đầu tiên thì mọi người có thể tìm kiếm cái tựa đề sách ở đây. Bất kỳ cái sách nào mà có thể trùng khớp với ba database bọn mình đã xây dựng thì đều nếu như trùng khớp thì sẽ tìm kiếm được ở đây. Ngoài ra thì mọi người có thể đăng nhập và login và đăng nhập để có thể thêm được những tính năng khác hơn. Ở đây cái thanh header của mình thì mình có làm về các trích dẫn của các tác phẩm tác giả nổi tiếng và nó sẽ được thay đổi mỗi 2,5 giây một lần. Ngoài ra thì xây dựng của mình thì có các sách. Đầu tiên là sách về bán sách các sách bán chạy nhất hiện nay sẽ được trưng bày ở cột đầu tiên ở đây. Tiếp theo là những quyển sách sẽ được ưa thích. Và cùng những quyển sách mới mới được cập nhật trong database của mình. Ngoài ra thì nếu các bạn yêu thích theo chủ đề một, những người yêu thích theo từng chủ đề một, theo manga hay văn học Việt Nam thì có thể tìm kiếm sách dựa theo chủ đề ở đây. Mình có ví dụ như vậy, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, kinh tế chính trị, thời sự văn hóa, bất kỳ với chủ đề gì cả. Mình đã xây dựng theo chủ 7 chủ đề nhóm mình đã xây dựng theo 7 chủ đề chính như sau. Hiện tại ví dụ như kiểu các bạn nếu muốn đi sâu vào tìm hiểu một cuốn sách mà các bạn yêu thích thì các bạn có thể click vào các trang web để nhận nhận được link. Thì hiện tại của mình nhóm mình do thời gian xây dựng chưa có nhiều nên database của mình chủ yếu là những người giới thiệu về sách, thì gồm có những thông tin chính như là tác giả, năm phát hành, nhà sản xuất, số và số trang và giới thiệu chung. Đây được đến lời giới thiệu chung này chủ yếu được là những lời của tác giả hay những lời của những người bạn học ở nước qua. Ngoài ra ở đây nếu như các bạn đã đăng nhập được ở lúc đầu thì mình có thể hoàn toàn có thể gửi lại những bình luận của bạn sẽ được lưu trên local storage và bọn mình sau đó bọn mình sẽ xây dựng để có thể giữ lại cái bình luận của bạn để giúp cho những người đến sau có thể có cái nhìn tốt hơn về những người của đã trải nghiệm và đã đọc cuốn sách này rồi. Thì hiện tại thì vì đây là một trong những project có đòi hỏi được database lớn nên hiện tại chúng mình thì mới chỉ có làm được một số việc khác thôi. Ngoài ra thì sau này khi mà phát triển lớn hơn, bọn mình có thể đưa vào những cái trích dẫn của các tác giả, những người nổi tiếng đã từng đọc cuốn sách này rồi. Ngoài ra thì ở phần header mình còn phần header phần Footer mình có để lại các thông tin góp ý. Facebook thì tất nhiên hiện tại nhóm mình chưa có Facebook riêng cho cái thông tin này, hy vọng sau này sẽ có. Và để lại tổng lại góp ý cũng như là để lại cái email để khi bọn mình có cập nhật một quyển sách mới nhất thì có thể mang đến thông tin nhanh nhất cho các bạn. Thì hiện tại mình cũng đã trình bày xong ý tưởng của nhóm mình. Thì
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc cho công ty các bạn qua khóa học này có thể đạt những kiến thức bổ ích.